Đây là một dạng concept đầu tiên anh em ạ. Khi mà chúng ta sử dụng cái dạng concept đầu tiên này thì gần như là chúng ta đang giúp khách hàng trả lời những câu hỏi. Trả lời những câu hỏi. Khi mà họ xem một cái nội dung nào đó thì trong đầu họ sẽ nhảy lên cái câu hỏi đầu tiên là vì sao tôi phải mua sản phẩm này? Bây giờ bạn nào thử giúp mình. Bạn nào thử giúp mình gửi một cái bài quảng cáo các bạn hoặc là gửi cái fanpage các bạn lên phần chat giúp mình để chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cái việc là xây dựng content, xây dựng nội dung như thế nào để nó hấp dẫn và nó phù hợp, thu hút. Được không ạ? Các bạn vui lòng gửi giúp mình fanpage các bạn này hoặc là những bài quảng cáo các bạn này để chúng ta cùng nhau thực hành này. Được chưa? Ok. Kiopat trang sức đồng hồ 1.000 người like. Chưa anh em? Sự xinh đẹp này cần được bảo tồn 24 trên 7 kể cả khi đang ngủ. Sao cái page về đồng hồ mà lại cái này là trang sức à? Mình xin lỗi, mình nhầm. Đây là trang sức. Mình lại cứ tưởng là đồng hồ. À, đây đồ trang sức. Đây đồ trang sức, đây đồ trang sức. Trang sức. Trang sức. Thường á, chúng ta sẽ làm thơ hai dòng nữa. Về văn bản nhé. Về văn bản chúng ta sẽ có khoảng độ. Về văn bản chúng ta sẽ có khoảng. Mình chưa xem màn hình như sao nhỉ? Phải vậy, mình chưa xem màn hình nhá. Các bạn xem, giả sử như chúng ta bán, giả sử như chúng ta bán trang sức nhé. Câu đầu tiên là vì sao chúng ta phải mua sản phẩm này? Vì sao bạn nên mua sản phẩm này? Đúng không? Chúng ta sẽ trả lời. Bạn nên mua sản phẩm này nếu như tối nay bạn cần đi party mở ngoặc, hoặc nếu bạn muốn gây ấn tượng tiểu thư với chàng, vân vân. Đây là cái nội dung đầu tiên mà chúng ta sẽ làm theo cái concept vừa rồi mình vừa đưa cho anh em. Cái thứ hai, vì sao bạn nên mua sản phẩm này của tôi? Thì chúng ta sẽ làm nhỉ? Vì sao bạn nên mua sản phẩm này của tôi? Thì chúng ta sẽ làm nội dung là gì ạ? Chỉ riêng PDO. Chỉ riêng Kiopat à hả? Mình xin lỗi, mình phát âm tiếng Anh hơi tệ một chút. Chỉ riêng Kiopat là có thể có những mẫu trang sức giả kim cương à, phải không các bạn? Với chất liệu pha lê à, được mài 99 81 góc tạo thành chất liệu pha lê được cài 99 81 góc tạo thành phản xạ ánh sáng khiến chủ nhân trở nên nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo hay giữa một buổi party lung linh ánh sáng, lung linh ánh đèn. Cái thứ ba chúng ta thể làm là gì? Vì sao tôi phải mua sản phẩm của bạn ngay bây giờ? Vì sao bạn nên mua sản phẩm của tôi ngay bây giờ? Thì chúng ta sẽ dùng gì ạ? Chúng ta sẽ dùng cái
Hiệu ứng marketing đó là nguyên tắc về sự khan hiếm. Chúng ta có thể sử dụng một số các hiệu ứng marketing phổ biến, ví dụ như nguyên tắc về sự khan hiếm chẳng hạn. Khan hiếm anh em nhé. Đây, chúng ta sẽ sử dụng khan hiếm hoặc độc quyền. Vì sao bạn nên mua sản phẩm của tôi ngay bây giờ? Sản phẩm này do nghệ nhân XXX tại làng Y sản xuất, làm thủ công nên số lượng có hạn, chỉ có XXX chiếc và độc quyền phân phối bởi Kidopath. Nhân dịp hôm nay sinh nhật chủ shop 18 tuổi lần thứ 10, chúng tôi giảm giá cho 3 người đầu tiên. 3 người đầu tiên đặt hàng và số lượng chỉ có 20 chiếc, nên bạn yên tâm mua không lo đụng hàng nhé. Đây là một dạng concept đầu tiên anh em ạ. Khi mà chúng ta sử dụng cái dạng concept đầu tiên này thì gần như là chúng ta đang giúp khách hàng trả lời những câu hỏi. Khi mà họ xem một cái nội dung nào đó thì trong đầu họ sẽ nhảy lên cái câu hỏi đầu tiên là: vì sao tôi phải mua sản phẩm này? Vì sao tôi phải mua sản phẩm này của cái anh chàng này nhỉ? Thì vì sao tôi phải mua ngay bây giờ? Đó. Thì chúng ta sẽ thể xây dựng những cái nội dung tương tự như thế này bằng cách là chúng ta trả lời cho những câu hỏi này. Thì vừa rồi mình chính là mình làm mẫu cho bạn. Công thức là gì? Tính năng. Những gì mà sản phẩm dịch vụ bạn có thể làm. Ưu điểm. Sản phẩm dịch vụ bạn có gì giúp ích hơn khách hàng. Lợi ích. Những điều mà người đọc mong muốn nhận. Chúng ta sẽ sử dụng công thức thứ hai. Giả sử như thế này. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Tính năng, ưu điểm và lợi ích. Nếu mà chúng ta nghĩ về điều này, chúng ta sẽ làm content với cái nội dung này như thế nào? Đúng không ạ? Tính năng này. Chúng ta hoàn toàn có thể làm như gì? Mãi trẻ trung và năng động như La Lị ở tuổi 18 với bộ sưu tập Kidopath. Cái bộ này mã là bao nhiêu ta? X20 chẳng hạn. Với tính năng trẻ hóa và nổi bật gương mặt, nổi bật chiếc cổ cao 3 ngấn của bạn. Bởi ưu điểm được thiết kế từ chuỗi pha lê với công nghệ nano. Mài 81 góc thay vì 61 góc thông thường sẽ khiến cho phản xạ ánh sáng, khúc xạ ánh sáng được long lanh hơn, mở ngoặc tỷ lệ sáng 70%. Công thức số lẻ anh em nhé. Nếu như bạn ghi là 70% thì người ta nghe sẽ rất chung chung. Nhưng nếu bạn ghi là 73%, 70%, 73% so với kim cương. Nếu không phải 73% thì các bạn có thể đo lường nhé, tạo ra phép so sánh nhé. Khi chúng ta so sánh mà chúng ta so sánh với cả kim cương ấy, thì bản thân nó là sự ưu điểm rồi. Ví dụ như là độ sáng của nó so với kim cương là bằng một nửa chẳng hạn, thì chúng ta ghi là 50%.
nhưng mà ghi 49% hoặc là 51% nó sẽ khiến mọi người ấn tượng hơn so với việc chúng ta ghi một con số tròn là 50%. Đây là hiệu ứng số lẻ anh em nhé. Long lanh hơn tỷ lệ sáng 70% so với kim cương, đúng không? Sẽ khiến người đeo có được lợi ích là chấm 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 chấm. Anh em dung nhỉ? Thì những cái dạng content này nó sẽ là cái dạng content mà có đem lại cái tỷ lệ chuyển đổi cho mọi người nhiều hơn, gia tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi cho mọi người nhiều hơn, đúng không các bạn?